Xin chào các quý vị khán giả yêu quý đang theo dõi clip của DVH Audio nha. Hôm nay thời tiết Hà Nội rất là đẹp trời các bác, đẹp trời đây, lại có hàng đẹp để show hàng lên đây khoe cho các bác xem đây. Bát Neo 40 RCF lại có hàng về các bác nhá. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng những cái lô hàng đầu tiên đã về. Con này là côn 76 các bác, bích trắng rất là đẹp và các bác có thể nhìn thấy củ từ của nó này, rất là dày các bác nhá, củ từ rất là dày, mang mỏng. Đây nhện này, nhện màu vàng chanh đẹp cực kỳ luôn. Đấy các bác nhìn này, nhện màu vàng tươi nó là đẹp này chứ. Màng loa thì nó pha rất là nhiều các sợi thủy tinh nhá. Các bác có thể nhìn thấy các cái sợi nó nhỏ li ti, nó lấp lánh ở trên màng loa này. Đấy các cái sợi nhỏ li ti lấp lánh này. Những cái loa sân khấu sự kiện mà cái điều kiện sử dụng nó rất là khắc nghiệt, nó không như là những cái loa gia đình. Nên đòi hỏi là cái màng loa nó phải thật là bền thì cái sức chịu đựng nó mới tốt được các bác nhá. Con này là màng 3 gân, gân vải dầu các bác, màng giấy các bác nhìn này, họ dán lên núm này. Nhìn rất là gọn gàng, nhìn trông như loa bãi, rất là đẹp. Con này thì DVH đang lắp vào những cái dòng loa dây rất là nhiều các bác. Lắp loa dây cực kỳ nhiều luôn. Cái dòng Bát Neo RCF này, mã của nó là 1575VKDNU-R này. 15 là 15 inch, 75 là côn 75 các bác nhá. Và cái mặt bích này của nó các bác có thể nhìn thấy nó lấp lánh, nó có ra cả những màu hồng, màu xanh nhá. Màu hồng, màu xanh, màu tím đó. Nói chung con bát này nhìn rất là khôn các bác, nhìn củ ấy rất là khôn. Và đặc biệt là giá nó phải chăng nữa. Tiếng thì hay, con này thì tiếng rất là hay rồi. DVH là đã test cho rất nhiều bác đã lên những cái dàn a dây lắp bằng cái bát này, tiếng sáng cực kỳ luôn. Các bác không tin cứ vào kênh của em mà xem các cái dàn a dây 40, đặc biệt là các cái dòng dây đỏ em lắp bằng bát này cực kỳ nhiều luôn. Tiếng rất là hay, sáng tiếng và bay xa các bác nhé. Tiếng sáng và bay xa cực kỳ luôn, nhìn cái củ quá khôn này. Cái này thì bên DVH thì có bán lẻ phụ kiện loa và có bán loa thành phẩm các bác. Chủ yếu là bên em bán loa thành phẩm, chứ em dựng loa a dây thì em bán nhiều hơn. Còn nó bát tép phân tần thì chỉ gọi là bán để được phụ thôi, bán phụ thôi. Xương đẹp không? Xương nhôm này. Cái này các cái cánh tản nhiệt của nó. Các cánh tản nhiệt này. Xương nhôm này, lỗ thông hơi để nó thoát nhiệt cho côn loa các bác nhá. Từ neo rất là đẹp. Nhìn bé bé xinh xinh vậy thôi nhưng mà kêu rất là to các bác nhá. Con này công suất là 500W một chiếc. 500W một chiếc. Quánh loa full côn 75 500W một chiếc. À, làm ok rồi. Các bác đi làm âm thanh sân khấu sự kiện ngoài trời thì cắt cốt cho nó. À, chúng ta mà lắp loa dây thì cắt cốt tầm độ 90Hz, 90 đến 100Hz quánh ok. Còn các bác mà lắp loa full bình thường thì không cần phải cắt cốt, hoặc là cắt cốt tầm 450Hz thôi. Nếu mà không có quánh, không có súp thì cắt tầm 450Hz. Còn các bác mà quánh loa dây bắt buộc là phải có súp đơn hoặc súp ghép rồi. Cắt tầm 98, 90 hoặc 100Hz thôi là quánh rất là ok rồi nhá các bác nhá. Hàng mới nguyên hộp, nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ bên Trung Quốc về. Đấy, một hộp thì nó đóng là hai chiếc như này. Các bác mà mua bát thì DVH này sẽ gửi nguyên thùng như này đi cho các bác. Thùng này cũng được, hoặc là em có thể em gỡ ra em đóng vào cái thùng vuông. Đóng vào cái thùng vuông thì vận chuyển nó sẽ gọn hơn. Đây ví dụ như là những cái thùng vuông ở trên thùng xe này. Đây này, đóng vào cái thùng vuông như vậy này thì sẽ vận chuyển nó sẽ gọn hơn là cái thùng dài các bác nhé. Đấy, trên xe cũng rất là nhiều bát đây. Này. Các cái dòng bát này bên em nhập rất là nhiều các bác. Tất cả là vì khách hàng thân yêu đây. Vì khách hàng thân yêu. Các bác đặc biệt là các bác đi làm âm thanh sân khấu sự kiện ấy quan tâm những cái dòng bát này rất là nhiều. Đợt từ Tết đến giờ em bán rất là nhiều, nhưng mà đấy là các cái hàng nó còn từ trong năm đến bây giờ mới có những lô hàng mới của năm nay nó mới về các bác nhé. Tiếng rất hay, rất sáng, bát thì quá đẹp rồi, rất là khôn. Đấy, một đôi bát đẹp như này giá chỉ hơn 3 triệu thôi, chưa đến 4 triệu các bác nhé, chưa đến 4 triệu một đôi bát neo đẹp như này cơ mà. Tiếng rất là hay. Đấy, các bác mà quan tâm thì vui lòng nhấc máy Valo trực tiếp cho DVH để được tư vấn và đặt hàng nhá. Cái này bên em sẽ ship hàng toàn quốc, các bác dù có ở nơi đâu chỉ cần thực sự có nhu cầu hãy nhấc máy và alo cho DVH sẽ ship hàng đến tận nơi cho các bác nhé, sẽ ship hàng đến tận nơi luôn, ship hàng đến tận nơi luôn các bác nhé. Đấy, cổ côn của nó nhìn đẹp không, hiện vàng chanh quá đẹp luôn, ship hàng tận nơi trên toàn quốc các bác nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip sau nhé. Clip này em chỉ làm ngắn gọn vậy thôi, báo cáo cho các bác biết là có hàng mới về thôi, chứ em không test gì ở clip này tại vì test quá nhiều rồi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip sau nhé.